Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Tuyến container quốc tế Nghi Sơn điểm nhấn cho ngành vận tải biển Thanh Hóa. Tăng cường kiểm soát chất lượng nước uống đóng chai, nước đá. Cần nhanh chóng có giải pháp sửa chữa các vệt hằn lún trên quốc lộ 1A. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 5 mới chỉ đạt 1,96%, tức chỉ bằng khoảng 1/3 so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy dịch COVID-19 đang tác động mạnh tới nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp. Với mức tăng 1,96%, tăng trưởng tín dụng cũng cách xa so với mục tiêu tăng 14% cho cả năm được đặt ra từ đầu năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng sẵn sàng nguồn vốn cho vay, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, doanh nghiệp thuộc nhiều nhóm ngành vẫn chưa thể khôi phục sản xuất, khiến nhu cầu vốn sụt giảm. Ngân hàng Nhà nước cũng nhận được đề xuất của các ngân hàng thương mại điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đưa ra dự báo sửa đổi thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân cần tìm hiểu kỹ về các đơn vị có chức năng tư vấn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp. Bộ Công Thương cho biết nhu cầu tăng đột biến khiến cho thị trường xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân tăng trưởng nóng và có dấu hiệu không kiểm soát được về mặt chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn, đặc điểm của người nước ngoài, tạo nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận được phát hành bởi đơn vị chứng nhận không chuyên nghiệp, không đủ thẩm quyền hoặc không được ủy quyền cấp xác nhận cho các sản phẩm liên quan. Do vậy, Bộ khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân cần tìm hiểu kỹ về các đơn vị có chức năng tư vấn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp, đặc biệt khi doanh nghiệp muốn cấp chứng nhận CE để xuất khẩu vào thị trường EU và chứng nhận FDA để xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, tuyến container quốc tế tại cảng quốc tế Nghi Sơn đã đưa nơi này vào bản đồ các cảng biển container nước sâu thế giới, giúp khai thác tốt tiềm năng lợi thế của hệ thống cảng biển Nghi Sơn và tăng điểm hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư. Trung bình mỗi tháng, công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và đầu tư Ngọc Long xuất khẩu từ 200 đến 400 container hạt nhựa đi các thị trường trên thế giới. Theo đại diện công ty, từ khi tuyến vận tải container quốc tế Nghi Sơn đi vào hoạt động, thay vì vận chuyển hàng qua cảng Hải Phòng, công ty đã xuất khẩu qua cảng quốc tế Nghi Sơn. Các chi phí như cước vận tải đường bộ, công nhân, bến bãi đều giảm đi đáng kể, góp phần giúp công ty tiết kiệm được khoảng 50% chi phí vận chuyển hàng hóa, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Lợi thế của doanh nghiệp tôi là ở gần cảng quốc tế Nghi Sơn, bởi vậy nên khi mà sử dụng cảng dịch vụ của cảng quốc tế Nghi Sơn, nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều chi phí, ví dụ như là chi phí vận chuyển đường bộ. Và đặc biệt là hiện nay cảng quốc tế Nghi Sơn đang có chính sách là miễn giảm cái phí cơ sở hạ tầng, tính ra cũng là 500.000 một container. Nếu mà tổng gộp các cái chi phí để đi ra cảng như là cảng Hải Phòng thì chi phí khoảng gần 10 triệu trên một container. Nếu mà sử dụng cả dịch vụ của cảng quốc tế Nghi Sơn thì doanh nghiệp tôi sẽ giảm chi phí khoảng gần một nửa. Sau hơn một năm đi vào hoạt động tuyến container quốc tế, đã có 50 chuyến tàu cập cảng quốc tế Nghi Sơn để chở 9.958 container hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu đi các nước. Việc mở tuyến container quốc tế đã thu hút hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn. Từ đó tạo sự lan tỏa cho các ngành công nghiệp đang được phát triển mạnh tại khu vực này, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước của tỉnh trong lĩnh vực hải quan. Ước tính, số thuế thu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container tại cảng Nghi Sơn tính từ ngày 8 tháng 5 năm 2019 đến nay đạt khoảng 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, sau một năm triển khai với duy nhất một hãng tàu, khai thác một tuyến vận tải quốc tế, tần suất một chuyến mỗi tuần khiến các doanh nghiệp không có nhiều sự lựa chọn khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Do vậy, nếu có những thay đổi về thời gian xuất nhập hàng hay cảng đích khác với những điểm đến của tuyến container quốc tế này, thì bắt buộc doanh nghiệp cũng phải thay đổi cảng xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng có một đề xuất là cảng quốc tế tạo điều kiện có bổ sung các hãng tàu khác để doanh nghiệp có thể sử dụng
các cái dịch vụ tốt hơn. Qua thời gian hôm nay hoạt động thì hãng tàu cũng đã có nhiều cái dự định để ổn định và phát triển cái tuyến công tơ nước ngoài. Thì thứ nhất là căn cứ vào cái lượng hàng và cái nhu cầu vận chuyển bằng công tơ của Thanh Hóa và khu vực á, thì hãng đang dự định là khi sản lượng tăng lên á, sẽ tăng cái tần suất là 2 chuyến một tuần thay cho 1 chuyến một tuần như hiện nay, và mở thêm một cái tuyến mới là Nghi Sơn Singapore thì để đảm bảo cái nhu cầu vận chuyển đi các nước trên thế giới. Những năm gần đây, khối lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Thanh Hóa tăng cao nhanh chóng. Cùng với đó, sự đầu tư của nhà nước và các doanh nghiệp cũng đang giúp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển ngày càng hoàn thiện, đồng bộ hơn. Đây sẽ là những điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển, mở rộng các tuyến vận tải container quốc tế và hệ thống logistics tại khu vực cảng Nghi Sơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau 1 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, Thanh Hóa có 30 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 24 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Tuy nhiên, đa phần các sản phẩm chưa xây dựng được lộ trình phát triển nhãn hiệu, bảo đảm mở rộng thị trường. Để phù hợp với sự phát triển của thị trường và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhất là tham gia phát triển sản phẩm OCOP, các chủ thể kinh tế, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã từng bước tiếp cận và thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng công nghệ sản xuất theo quy trình có kiểm tra giám sát, sử dụng các loại máy móc thiết bị hỗ trợ để tạo số lượng hàng hóa lớn chất lượng cao. Theo thống kê của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, có 25 trên 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã được cơ quan chuyên môn cấp chứng nhận nhãn hiệu, sở hữu nhãn hiệu, sở hữu tập thể, mã số, mã vạch. Song việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chưa được thực hiện đồng bộ kịp thời, bởi quy mô sản xuất của các sản phẩm vẫn mang tính nhỏ lẻ, chưa tập trung, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Thời gian qua, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế bằng việc trao tặng con giống, giúp các hộ phát triển chăn nuôi gia súc, qua đó tạo điều kiện cho nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế gia đình. Chị Lò Thị Nghĩa ở bản Tứ Triềng, xã Yên Khương thuộc diện hộ nghèo. Năm 2019, chị là một trong những hội viên phụ nữ được chọn tham gia mô hình sinh kế với sự hỗ trợ ban đầu là 2 con dê giống. Sau một thời gian, hiện đàn dê của gia đình chị đã phát triển lên 7 con. Cùng với đó, chị vay vốn mua thêm 1 con bò sinh sản, đến nay cũng đã cho 1 con bê. Theo chị Nghĩa, việc chăn nuôi bò dê ở đây khá thuận lợi vì nguồn thức ăn dồi dào, lại được tham gia tập huấn kỹ thuật, nên chị biết cách chăn nuôi có hiệu quả. Đây cũng là động lực để gia đình chị quyết tâm thoát nghèo. Nuôi dê thì cũng là ăn lá, mang được trong rừng về thôi, nhưng mà ăn đủ mồi lá. Nhưng còn nuôi bò thì cũng thả đi trong rừng mà chăn đấy mà nuôi đấy. Với là trời mưa thì cũng cắt cọ về trong nhà mà cho ăn. Thì còn nhà tôi còn có ông bà thì như vậy cũng thấy hợp lý. Đàn dê thì khi nào nó đến tầm 30-40 con, nếu nó không có chuyện gì thì gia đình mới bắt đầu bán dần. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 để tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã hỗ trợ phụ nữ Yên Khương, huyện Lang Chánh thành lập 3 tổ hợp tác chăn nuôi dê và bò sinh sản. Mỗi tổ hợp tác có từ 15 đến 30 thành viên. Tham gia các tổ hợp tác, mỗi thành viên được hỗ trợ giống dê hoặc bò sinh sản, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Các mô hình chăn nuôi gia súc đã phát huy được lợi thế của khu vực miền núi do nguồn thức ăn là cỏ, lá cây sẵn có tại địa phương. Riêng các mô hình nuôi dê được hỗ trợ cách đây hơn 1 năm đều đã nhân đàn gấp 3 đến 4 lần so với ban đầu. Trước đấy chăn nuôi theo hộ gia đình là mỗi hộ nào cảm thấy mình có đủ nhu cầu và có tiền thì sẽ mua về nuôi, là chăn nuôi là một cách lẻ tẻ, tức là không có sự tập trung, thì các hộ là phát triển là không có sự phát triển. Như chẳng hạn như là các hộ chăn nuôi lẻ tẻ, con hộ con giống á, mua về thấy nó chết thì làm thịt chứ là không có sự chăm sóc. Nhưng mà từ cái ngày mà có tổ hợp tác mà ra mắt thì khi con vật nuôi bị cái gì đó thì có thể gọi cho tổ trưởng và thông báo cho hội phụ nữ xã sẽ cùng phối hợp với thú y sang đây chăm sóc và tiêm phòng. Từ những cái mô hình này, những cách làm này, hình thức mới này thì các hộ gia đình đã vươn lên để thoát nghèo. Để duy trì và phát triển các mô hình sinh kế có hiệu quả, tạo động lực để chị em phụ nữ vùng khó tự thân nỗ lực, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, các tổ hợp tác chăn nuôi đều được hội phụ nữ xã giám sát quản lý chặt chẽ.
Việc chăn nuôi theo tổ hợp tác giúp các thành viên trong tổ tiết kiệm được ngày công lao động đi chăn thả do phân công nhau một người có thể chăn thả cho nhiều nhà. Đồng thời cùng đặt ra mục tiêu tăng đàn, chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng, giúp đỡ con giống cho hộ phụ nữ nghèo khác chưa được tham gia mô hình. Các mô hình chăn nuôi gia súc đã góp phần để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Khương luôn thực hiện tốt mục tiêu mỗi năm có 20 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững. Do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai, đóng bình và đá viên tăng mạnh. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng các sản phẩm này đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Bình quân mỗi ngày công ty này xuất bán từ 10.000 đến 15.000 chai nước các loại. Vào thời điểm nắng nóng hiện nay, lượng tiêu thụ đã tăng 30% so với ngày thường. Ngoài việc nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, công ty còn chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc trang bị kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động, vệ sinh cơ sở vật chất, công ty cũng đã đầu tư dây chuyền sản xuất nước khép kín, đồng bộ nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng nước. Mình mua và nhập bất kỳ một loại vật tư nào thì mình đều phải quan tâm đến chất lượng. Cái đấy là cái số 1. Và một cái tiêu chuẩn nữa là khi mà về mà trước khi đưa vào sản xuất là phải tuân thủ các cái quy trình của cái quy trình công nghệ, tức là phải đảm bảo từ cái việc xúc rửa đấy, không bỏ qua bất kỳ một công đoạn nào hết, không làm tắt mặc dù là sản phẩm trên thị trường có đôi khi là nó đang thiếu. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 55 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, hơn 100 cơ sở sản xuất đá lạnh. Kết quả kiểm tra giám sát của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thanh Hóa từ đầu năm đến nay cho thấy đa số các cơ sở sản xuất đều tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất cơ bản được tập huấn về quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn, duy trì định kỳ việc khám sức khỏe và được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các quy định về đăng ký mã số, mã vạch, kiểm định chất lượng sản phẩm theo Nghị định số 15 của Chính phủ về quy định một số điều chi tiết của Luật An toàn thực phẩm được các cơ sở thực hiện nghiêm túc. Mình là dùng bằng nước máy sạch để chạy ra đảm bảo ra cái đá viên để cho dân những nhà hàng người ta tiêu dùng. Và thứ nhất, còn thứ hai nữa về vệ sinh thì về là bì, rồi về là cũng phải xài giặt cho sạch sẽ. Rồi nhân viên làm thì nói chung là đá ra thì mình phải đóng buồng vào bì luôn, thì mình cho vào kho cho nó khô đá. Quan trọng là các về vỏ bình á, là về lại vỏ bình thì mang về thì là làm sạch phía ngoài xong cho vào máy rửa xong thì mình có sục qua cái thống của axit chanh, dùng axit chanh để tráng qua vỏ bình xong sau đó mang vào phòng khử khuẩn, phòng bật dùng tia cực tím để mình khử khuẩn khâu cuối để vệ sinh vỏ bình. Theo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, các sản phẩm nước tinh khiết đóng chai khi đã qua hệ thống lọc RO thẩm thấu ngược thì sẽ cơ bản khử hết các tạp chất, nhưng lại rất dễ bị tái nhiễm nếu các quy trình vệ sinh bên ngoài và quy trình đóng chai không được đảm bảo. Còn với sản phẩm nước đá, do được uống trực tiếp không qua bất kỳ khâu sơ chế chế biến nào, nên nếu nước đá nhiễm vi sinh có thể gây bệnh về đường ruột, tiêu chảy cấp, một số có thể gây suy thận. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm nước đóng chai, đóng bình và nước đá cần được các cơ sở sản xuất thực hiện một cách thường xuyên liên tục và có sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, Hành trình đỏ lần thứ 8 với chủ đề Kết nối dòng máu Việt sẽ diễn ra từ mùng 6 tháng 6 tới mùng 8 tháng 8 tại 42 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận tối thiểu 40.000 đơn vị máu trong các ngày chính hội và tối thiểu 50.000 đơn vị máu trong các ngày hưởng ứng. Hành trình đỏ năm nay đặt ra chỉ tiêu tuyên truyền và tư vấn cho 600.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và thalassemia, bệnh tan máu bẩm sinh. Mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được lượng máu lớn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè năm 2020. Để công tác truyền thông và vận động hiến máu đạt kết quả cao, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đề nghị các tỉnh, thành phố tích cực huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, đội nhóm tình nguyện viên vận động hiến máu, đăng ký hiến máu trên các địa bàn dân cư. Đồng thời tiến hành vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội.
Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, khó khăn về thông tin thị trường, chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu là những thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Bài viết nhận định EVFTA sẽ là một sân chơi thương mại giữa EU và Việt Nam. Nói đến sân chơi sẽ có kẻ thắng người thua, do vậy nếu như không thay đổi và thích ứng kịp thời thì doanh nghiệp sẽ khó tồn tại. Đặc biệt khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy vì đại dịch COVID-19 vừa qua đã khiến nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu bị ngưng trệ sản xuất, hủy nhiều hợp đồng, thiệt hại không hề nhỏ. Do đó, xu hướng tới đây, chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất nội địa để không phải phụ thuộc nguồn nguyên liệu, phụ liệu, tránh những nguy cơ khi thị trường thế giới gặp những rủi ro. Liên quan đến dự thảo đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 có nội dung đề xuất cho phép bán toàn bộ nhà máy phát điện sau khi đi vào hoạt động để huy động vốn cho các dự án mới. Bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân nhận định đây là bước đột phá, song cần hết sức tránh tình trạng bán với giá thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát cho nhà nước. Bài viết dẫn lời các chuyên gia cho rằng muốn thực hiện việc bán các nhà máy này phải tạo được hành lang pháp lý chặt chẽ, gồm cơ chế bán, việc lựa chọn nhà đầu tư mua dự án cùng các điều kiện ràng buộc để bảo đảm phát điện cũng như an ninh năng lượng. Việc mua bán này phải bảo đảm tính cạnh tranh và hoàn vốn đầu tư dự án. Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng chỉ nên bán các nhà máy đơn thuần để phát điện và phải hết sức cẩn trọng với những nhà máy phát điện đa mục tiêu, gồm phát điện, thủy lợi, giao thông thủy. Với nhan đề chẳng cần mơ xa, hãy học hỏi và bám đuổi Thái Lan, Malaysia, bài viết trên báo Vietnamnet cho rằng sau đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam cần phải tái cấu trúc lại để tạo ra nền du lịch hoàn toàn mới. Theo bài viết, hậu COVID-19, khách du lịch sẽ tính toán lại ngân sách mỗi năm dành đi du lịch. Cơ hội cho các nước là như nhau vì họ cũng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện. Với Việt Nam, sự an toàn, hiếu khách, đặc biệt khi chúng ta khống chế dịch bệnh tốt là lợi thế và cũng đạt điểm cao tuyệt đối. Do đó, cần tái cấu trúc ngành du lịch mà đầu tiên là nhận thức tư duy về ngành. Nếu đón khách du lịch mà chỉ thu được tiền ăn ở tham quan thì không hiệu quả. Chúng ta cần đẩy mạnh bán hàng tại chỗ, tức xuất khẩu tại chỗ. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cần làm lại một cách bài bản từ định vị thương hiệu đến xác định thị trường trọng điểm và xúc tiến cho các thị trường mục tiêu. Báo Giáo dục Thời đại có bài viết cho rằng chọn được sách giáo khoa mới chỉ là khởi đầu cho những chuẩn bị tiếp theo của các nhà trường. Theo đó, sau khi chọn sách, có nhiều việc phải làm, có khi đồng thời hoặc liên tiếp diễn ra, nhưng tinh thần chung là khẩn trương, tích cực, vừa tổ chức thực hiện, vừa theo dõi một cách hệ thống để kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là ra soát để lập dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo chương trình giáo dục mới. Xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học để tham mưu, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên. Không ít học sinh và phụ huynh tỏ ra bất ngờ trước thông tin các trường đại học công lập công bố mức học phí áp dụng cho năm 2020 tăng nhiều hơn trước. Mức tăng được diễn giải là do các trường áp dụng cơ chế tự chủ, thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động. Bài viết dẫn chứng năm 2020, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thu học phí từ 30 đến 70 triệu đồng một năm tùy theo ngành. Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, học phí năm 2020 của ngành răng hàm mặt là 88 triệu đồng. Trước những mức học phí này, tác giả bài viết cho rằng dù đây là xu thế tất yếu của xã hội khi các trường đại học bước vào cơ chế tự chủ, song mức học phí trên vẫn là gánh nặng đối với người nghèo khi có con bước vào giảng đường đại học. Đối với người nghèo ở các tỉnh, khoản học phí tăng lên sẽ làm cho cánh cửa con họ bước vào giảng đường đại học ở ngôi trường mơ ước hẹp dần. Còn những ai có con đang tiếp tục theo học thì sẽ phải vất vả hơn trước để xoay sở có tiền đóng học phí cho con. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hóa hiện nay có nhiều vị trí đang xảy ra tình trạng hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng. Thế nhưng, tình trạng này đã kéo dài từ lâu nhưng vẫn không được đơn vị quản lý sửa chữa, cải tạo, dẫn đến nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông. Vào tối ngày 26 tháng 5, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người lái xe máy đi vào vị trí bị hằn lún vệt bánh xe nên trượt ngã ra đường. Cùng lúc đó, xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều đã đè lên 2 người. Hậu quả làm 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông này là một trong rất nhiều vụ việc xảy ra do trượt ngã vào các vị trí vệt bánh xe hay còn gọi là sống trâu trên đường. Người đi xe máy xe đạp là cái đường sống trâu là nguy hiểm lắm. Bởi vì là đang đi là
vẫn vướng ô tô thì vướng xe máy mà nó chỉ vặt tay lái cái là nó làm ra đổ ngay. Cách đây một tuần là hai anh thanh niên là đi xe máy ở cách đây 100m này cũng là du học sống châu này đi là đang đi là đổ ra là xe ô tô là chặn là chết tôi một người. Thực tế tại nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 1A, mặt nhựa trồi lên, hàn lún vệt bánh xe ở làn ô tô hiện rõ rệt, có đoạn lún sâu xuống 4-5cm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đối với các phương tiện xe hai bánh như mô tô, xe máy, xe đạp. Thế nhưng điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra cả năm, thế nhưng không được các đơn vị liên quan sửa chữa. Tôi đưa đón con đây với gần năm trời nay mà đường vẫn cứ như này mà sống trâu nó gồ ghề mà không thấy sửa gì cả. Rất là nguy hiểm, và nhiều lúc mà đi dễ ngã, dễ trượt. Tôi mong muốn là Ủy ban Nhân dân thành phố sửa lại con đường này và làm sao mà cho người đi lại đỡ nguy hiểm. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị chây ì, cố tình không bảo hành, bảo trì quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ. Đây được xem là biện pháp mạnh mẽ được đưa ra để khắc phục những hư hỏng trên tuyến gây mất an toàn giao thông. Tuyến quốc lộ 1A là tuyến giao thông trọng điểm với lưu lượng phương tiện lưu thông hàng ngày rất lớn, nên việc sửa chữa cần được nhanh chóng thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.